Ok. Let's go baby. Từ từ đỡ súng đã. Súng trường maybe sẽ không cần gài đạn. Cái gì trời. Easy. Hay quá. Má trận này hay quá anh em à. Easy. Mày nói đi. Bú, bú này. Easy. Easy. Hay quá. Rồi, clear. Lên chỗ nào anh em à. Súng trường cho. Má xuống này mạnh vậy. Xuống này mạnh vãi. Hello, chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay anh em sẽ tiếp tục chơi tựa game Red Dead Redemption phần 2. Ok, let's go. Thì ở tập trước thì anh em mình vừa đưa đại tá Monroe chim cút khỏi đây anh em à. Tại bị thằng chó đại úy chứ. Đại tá, đại tướng đại tá gì thằng Father gì ấy. Nó bóp giái, nó khinh người da đỏ xong rồi nó kêu thằng Monroe là phản động. Ở đồ cái gì vậy? Cái gì? À chắc may, sắp mưa chết mẹ, sắp mưa rồi. Ồ, máy game thật vậy? Ok anh em à, let's go. Bây giờ anh em mình sẽ qua bên qua bên đâu nhỉ? Trời má, cái đéo gì đi xa vậy? Không có cách nào để làm nhiệm vụ gần hơn sao? Vả nhiệm vụ gì đi xa vậy? Ok anh em, bây giờ anh em mình sẽ qua bên Challenge Miss. Ok let's go. Tại cái đoạn thường bình thường anh em để ý tôi hay tua ấy. Cho nên là mà tua thì cũng phải quay tôi nhanh ấy, mà tôi cũng phải quay cho nên chắc là cũng hơi bị dài dòng á. Nên là tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ skip cái đoạn mà tôi chạy này ha. Tại vì càng lúc game càng bắt tôi chạy càng xa anh em à. Ok let's go. Ok let's go. Ok ok. Đường má anh em để ý kìa. Má tôi không biết sao tôi chơi cho buổi tối mà sao tự nhiên nó sáng vãi. Ok đấy, biết game bị lắc hay gì vậy? Ủa tôi có chỉnh gì bậy bạ không ta? Không biết mình có chỉnh gì bậy bạ không nhờ. Má tự nhiên chơi buổi sáng mà trời, nhìn anh em nhìn kìa. Sáng chân à. Ủa tôi thấy bị lắc. Thôi mà kệ, tôi cũng thích vậy tại tôi ghét chơi buổi tối lắm. Mà tự nhiên thấy ngoài bầu trời thì mọi thứ nó sáng chân à. Mọi thứ hoàn hảo luôn, không có gì hết trơn ấy. Vãi ảo thiệt. Ok tới nơi. Bây giờ anh em mình sẽ làm nhiệm vụ gì đây? Ủa khoan, từ tại sao lại có một cái mờ mờ nhỉ? Hình như có motion blur thì phải. Ủa sao cái này không, tại sao lại khóa ba bật lên, chuyển động mờ tắt chứ đồ á. Mình ghét nhất là motion blur chuyển động mờ ấy, nó ngu ngu thế nào á. Ok let's go. Ok mọi thứ dễ chơi hơn rồi đó. Bây giờ anh em sẽ đi gặp tù trưởng à. À gặp Charles. Cái gì vậy? Con trai gia tộc da đỏ. Nhưng mà có chuyện gì ở đây? Bộ con trai nó bị ông đất dụ dỗ hay gì? Trân cơ. Tù trưởng mấy vậy là maybe con trai của mình cũng bị khùng của con biển đất làm cho lú mẹ rồi. Anh tù trưởng là cha của thằng Eagle Fire ấy, còn con là Rainfall. Come in. Sao anh trai? Có chuyện gì? Em xử lý cho. Em cũng đang rảnh này. I'm so glad you could make it. How are you? Không sao rồi. My son is foolish. Thằng ngốc đó nhưng nó still my son. Nó vẫn là con trai tôi. Tôi hiểu ý anh. Ok thì bây giờ anh em mình sẽ đi đi cứu thằng Eagle Fire, con trai của ông tù trưởng. Hồi nãy giờ thì mình có má, nãy giờ mình có nó có một đoạn scene ở bên ở khoan, từ từ đưa giết thằng này đã. Nó kêu mình giết thằng này, chép giết thằng này đi. Ok mượt qua lấy cây cung đã. Hồi nãy có một cái đoạn scene khi mà vào chạy ấy, ổng có kêu mình là má vãi đi, ổng có kêu mình là cái gì ta. Ông kêu mình đi cứu con trai cho ổng. Xong mình đi cứu thằng Charles. Và thằng Eagle Fire đang bị chính phủ Mỹ đang nhốt trong pháo đài này. Và nên mình phải cứu bằng cách đó là không sử dụng súng. Tại vì khi mình sử dụng súng thì thằng con trai trong đó sẽ chết ngay. Tại vì bị phát hiện.
Tóm tắt là vậy, tại vì hồi nãy tôi quên quay, má thiệt chứ. Tôi tưởng là cái mic tôi bị lỗi, xong tôi tắt, tôi kiểm tra xong, xong rồi tôi vô tôi nói quá trời nói rồi cuối cùng quên quay, mà quay khúc chút xíu mà không quan trọng cái lắm. Ok bây giờ này mình chơi khúc này đi. Lỗi quá, lỗi quá. Quá trời lỗi luôn. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha anh em, bình tĩnh nha anh em. Mượt, 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 mượt. Rồi chim cút, chim cút, chim cút. Dướng gì vậy? Má có người có pháo với đài trên này này. Ê có người tháp canh này này. Ê có người, có người, có người, có người. Hai tên phía trước đâu? À trên này, trên này, trên này. Chắc mình giết cái thằng trên này đi. Easy. Má sợ trái thôi. Má tôi tưởng cái đó rớt xuống là trái đám cỏ chứ. Làm được cái mũi tên là nhìn vui rồi. Má tưởng bắn thằng trên kia xong mất mũi tên chứ. Má có chuyện có thằng trên kia nha. Có thằng trên kia kìa, có một thằng bên kia. Trời ơi, người anh em ơi, đừng có tuột chứ. Đồ với nhân vật chính mà tuột thì nhục lắm. Ok. Ok. Không phải thằng này hả? Thằng này để tôi. Kinh nghiệm dùng rìu. Chứng đầu. Má mượt. Quá mượt. Quá mượt anh em à. Má mượt và lờ luôn ấy. Chơi luôn. Cười ỉ. Ê đừng lấy cái điều tao nha bà. Hai thằng. Mình xử thằng này. Mượt. Lại lấy cung, lại lấy cung, lại lấy cung, lại lấy cung. Má thằng con báo xong bây giờ mình phải đi cứu giùm. Thằng con báo xong thằng cha phải nhờ mình cứu. Cái hoạt động rất là trôi chảy. Bắn cung đi. Easy. Phòng giam đâu? Phòng giam ở đâu? Cái quan trọng là mình không biết phòng giam nằm ở đâu ấy. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Có thằng trên kia, có thằng kia trên kia. Ok, clear. Mau là mình lăn tranh lóc chóc vậy mà mong không bị phát hiện. Cái là mế may vải, để bị phát hiện thiệt. May nha. Thử trèo lên ngọn tháp kia xem anh có thể làm được gì. À mình giết mẹ rồi. Thế là lên trong lóc chóc mà cũng ổn phết nha. Ok mượt 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 mượt. Má mây bảy hồi nãy mình giết nó luôn rồi. Ok. Xin cái mạng tiếp theo nào. Hai thằng anh em mà một thằng hai thằng. Má hai thằng lận. Chết mẹ rồi. Ok, mượt 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 mượt. Ủa này qua sao? À. Qua bằng cái mấy nhà. À có đường đi, có đường đi. Vãi giờ sao trời? Easy, cái lần mé may vải tưởng bị phát hiện. Ôi chết mẹ rồi. Trời ơi, fail rồi, tưởng pha này làm highlight. Cay thiệt chứ, tưởng pha này làm highlight ai về.
Ai về làm thành đống cứt luôn. Sao anh em, để mình lên đây. Hãy làm lại, sai thì làm lại đúng không? Má vãi, mình cứ tưởng. Ok, clear. Mượt anh em à, mượt. Bắn đèn dầu trong im lặng, đèn dầu gì? Đèn dầu nào? Bắn đèn dầu nào ta? Ngay giữa luôn hả? Đèn dầu nào ta? Từ từ, không thấy anh em à. Vẫn chưa hiểu vấn đề, đèn dầu nào trời? Maybe ở đây. Cái lùm mía lú mẹ luôn. Không sao, không, mọi thứ hoàn hảo. Mọi thứ hoàn hảo anh em à, từ, tới chỗ cho Les. Ok, hoàn hảo. Tôi sẽ tưởng khói đạn cháy anh em hiểu không? Má mày vãi, tí thì thấy mẹ rồi. Sao mình đéo đi được? Má ghê, vịnh lồn. Xin miếng đồ nha, chiều sau cũng chết rồi, cho em xin tí đồ đã. Hình như mình chiếm, à hình như lấy được chìa khóa đó để mở cửa thôi. À không, cái chìa khóa treo bên trái. Thằng nó nghèo quá nên đéo có gì á. Thấy chưa, nghe lần đất đi, báo quá trời báo. Báo quá. Told you to come and kill guards? No, he didn't say that. He... Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Where's the mine? If you say so. I'm fine. Rồi, đi giết người thôi nè. Cái lùm mé sao bị phát hiện vậy? Vãi, cú lừa, vãi bị phát hiện rồi. Ở đâu nữa vậy? Cái ngựa, má vãi lồn, giết ngựa có bị trừ điểm nhân tính hả? Từ từ, bình tĩnh anh em à. Easy. Má giết ngựa cũng bị trừ điểm nhân tính hả? Easy. Xô anh trai. Full for you. Easy. Má, một phát lũng mẹ mặt rồi. Còn hai thằng khoan, hết tụi nó ra spawn ra liên tục luôn. Trời má, bắn đứng cái bên mà còn trường nó thì chịu. Địch đâu? Có thêm địch đâu? Tôi bắn quần què vậy? Rồi chim cút em ơi, chim cút. Giết hết rồi ba ơi. Giờ sao? Phá hủy tường thành, dễ thôi. Mình có đồ chơi mà. Ủa thuốc nổ đâu? Phá hủy sao bà? À đây, có cái pháo, đi mẹ mình chứ, má mình sử dụng não luôn em à. Không cần nó kêu luôn, má nhìn là biết. À, ngầu chưa. À, thôi. Nã nào. 3, 2, 1, còn mẹ nó. Rồi chim cút. Má tiếng gào, tiếng cò anh em à, tiếng cò. Ngựa mình đâu? Lên nào baby, let's go. Trời ơi, cái lùng què vậy? Súng ra.
Easy. Rồi. Chim cút nào, chim cút, chim cút. Máy có khi bây giờ tụi nó đang trên đường clear mình nữa ấy. Bên kia, bên kia, tụi nó bên kia. Tại sao mình phải tốn thời gian giết thằng quần què đi bỏ ta? Từ từ anh em, bình tĩnh, không gì cả, không gì cả. Phía sau. Easy. Nó thở đâu ta? Easy. Giết họ bố mấy cái. Từ nè, bơm thuốc cho người đã. Đó, tha hồ mà nhắm với anh em luôn. Anh em, anh trai nào thích qua đây? Anh em nào thích qua đây combat nào thì lại đây. Má, tụi nó kìa. Không cần cái đuôi đâu cô. Mình bắn gì trời? Lê. Easy. Vãi, bay vãi cái bay mũ. Easy. Lê. Có thuyền nữa hả? Vãi, có đâu ra thuyền vậy? Lên thuyền. À mình có thuyền riêng hả? Đừng có lên mẹ thuyền chung đi. Không có tình cảm gì hết. Thôi. Mong mà đừng có ai dí theo nha bà. Đừng có nói có thằng lấy thuyền dí theo mình nha. Chết mẹ, chạy lẹ bố ơi. Bố ơi, mình đi đâu thế bố ơi? À, đông quá. Tao cầm súng chết mẹ tụi mày. Đáng lẽ mình phải được chở để mình bắn anh em à. Ôi giời ơi, tụi nó phục kích nhiều quá. Khó lái nha, bắt đầu khó lái rồi nha. Trời ơi, tụi nó rải rác luôn anh em à. Búa lô xô hết. Để bên trái rồi, từ, khu bên trái như có đá ngầm thì phải. Ôi, sấm sét kìa. Má, game cuốn quá. Càng chơi càng cuốn anh em à. Má, game đéo gì ấy. Ôi, năm môi đồ Phật, đừng bắn con bố ơi. Bố ơi, bơm máu vô. Máu đâu, bố ơi, mình đi đâu thế, bố ơi. Má, nhìn mình muốn hẹo máu luôn á. Được rồi, gắn lên, tụi nó bỏ cuộc rồi, ra khúc này xa lắm rồi. Mình từ đâu ra đây, này, mình đâu bên này nè, mình từ bên này lận này. Đi xuôi theo này maybe sẽ được. Cái này mình kiểu mình đang đi xuống suối ấy, kiểu cái đường nó xuôi xuống ấy. Đừng giết lũ ngựa đó, ta có thể cưỡi chúng. Ok anh trai. Bị con mẹ nó. Lấy súng ra chơi nó đi. Đi thôi anh trai. Ủa tính ra tụi nó đang đứng kế bên mình luôn mà. À hấu, tụi nó đứng bên kia luôn ấy. Này tác hại có việc cãi cha cãi mẹ đi quậy đường phán động chi cay chưa buồn chứ em đừng buồn em ơi khi đã lỡ xa nhau rồi buồn cha ta mà không buồn được nhà. Được rồi, tôi sẽ đưa anh về. Thank you. Don't mind. Yeah. Má vậy, hoàn thành nhiệm vụ. Cho anh em mình hơi bị nhiều nhiệm vụ luôn nha, một đống nhiệm vụ này.
Mà tại nhiệm vụ trắng không à, không có nhiệm vụ vàng. Cái vấn đề của mình là bây giờ mình không biết ngủ thế nào ấy. Để lo cái nhiệm vụ vàng. Nói cái trại để đâu ta, cái trại mình nằm đâu ta? Ôi mẹ, cái trại mình nằm ngay đây. Tôi coi có cách nào teleport trên mạng không? Ok, thì sau khi mà tôi tìm hiểu, ai rồi? Sau khi mà tôi tìm hiểu cái cách mà đi Talia thì à, có vẻ như là đầu tiên là phải nâng cấp nhà cho Outer bằng đất thì mới 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 có thể dùng Talia. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu rõ cái vấn đề này. Ôi, khoan, từ từ, phía này có gì này? À, cướp 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 anh em mà, cướp anh em mà, từ từ chơi tụi nó luôn đã. Phải cướp con gì á, phải cướp, phải cướp. Ủa, mình là cướp mà, đâu có quên mình là cướp mà sẽ đéo dài. Ok, thì bây giờ sẵn về đây xong rồi cái anh em mình làm nhiệm vụ của con đất. Thì trước khi làm nhiệm vụ của con đất thì anh em mình nâng cấp nhà cho Âu Thơ với lại nhà của con đất xem. Maybe có khi là mình sẽ được cái tấm bản đồ để teleport ấy. Không biết nó có trên mạng nói vậy chứ tôi cũng chả biết có thật hay nó như thế nào nữa. Thiệt luôn á. Má vãi, tưởng cái chỗ mình ở nó cháy chứ. Xây đi với ngồi với ai vậy? Đất cô đơn rồi. Nói coi coi. Nâng cấp nhà hả? Nâng cấp nhà cho đất thì bấm vô lúc nào ta? Nó địt mẹ vào game mẹ rồi. Thôi vào luôn. Sao hai gái kia vẫn ngồi lì ở đây nhỉ? Bạn cũ của Mika, trông họ đang thoải mái lắm. Lucky I bumped into him. Cũng may rồi tôi tình cờ gặp hai. What là sao vậy? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me. Mr. Vanderlyn, Mr. Morgan, Charles. They try to kill my people for oil. Chúng muốn giết chúng tôi vì mỏ dầu. Today we ride once more. Ride with me, ride with. Đi với tôi, với chúng tôi. Ta phải chống đối nhà máy. Cậu dũng cảm với con trai tao thích rồi đó. Đừng nói mình giúp nó nữa nha. Đủ mấy đéo phải diệt mình lo mày. Đứa con cuối cùng của ta. Ta đã thấy cái chết. Ta đã giết chóc. Những người ta biết đã bỏ mạng vì ta. Con lớn của ta, anh trai con ấy. Vì một tên lính say xỉn đập vỡ sọ, má kinh vãi. Má kinh vãi. Đó tội ác của người da trắng lên người da đỏ đấy nè. Và họ, người da đỏ không có cách nào để có thể đòi lại quyền lợi của mình. À không, ở bên Mỹ á, thì những người da đỏ tới thời điểm hiện tại này vẫn được đền bù nha. Vẫn cho tiền họ, vẫn được đền bù. Nhưng mà anh em biết rồi đó, cái lối sống của người da đỏ nó không có chi tiền quá nhiều. Nhưng ý là cái những thứ mà họ hay sử dụng nó không quá nhiều tiền á, nhưng mà tiền chính phủ trao cho mỗi tháng cũng không quá nhiều, nhưng mà khiến họ không cần làm thì có đủ vẫn ăn. Cho nên từ đó là cái một bộ bộ phận gia tộc da đỏ bây giờ rất là xa xa đọa, kiểu không cần làm mà vẫn có tiền mỗi tháng do chính phủ Mỹ theo kiểu nhân đạo tài trợ. Cho nên là bây giờ nó kiểu dân da đỏ kiểu ở Mỹ kiểu như là ăn chơi rồi rượu chè tội phạm rồi cờ bạc nhiều lắm. Nhưng mà về cơ bản thì người da trắng gây cho người da đỏ rất là nhiều thứ. Mấy lời cha nói chẳng có ý nghĩa gì đâu thưa cha. Mấy con chó này. Đi với tôi anh em. Rồi xong, thằng con trai chết chắc rồi. Má. Thôi. Kiếp này coi như bỏ. Con trai tôi thì chết cả mất. Thanh niên kia bị tuyệt diệt mất. À đúng rồi, cái làng có mấy người bị hổ báo. Ai đi với tôi nào, để tôi đi cùng Aether. I will. And me. Me too. Oh, and me. I guess. Chắc thế đấy. All right. Let's ride out.
Ý là bây giờ mình đi ngăn cản lại tụi nó hả? Hay là mình đi combat luôn? Chắc may bây giờ mình phụ nó luôn ấy chứ. Ok, let's go baby. Má, anh em đi đông quá, hỗ trợ cho đổi đồ ha. Tốt dữ ta. Tôi cố gắng mới con đồ mình khỏi tệ hơn đi thôi à. Kiện đó nó khó chịu, ghét ai mà làm sau lưng nó giống như là thằng Celia trong game Mafia vậy á. Giết thằng sai miền thông mì chỉ đơn giản là vì làm sau lưng mà không nói chứ nói biết. Chúng lột sạch đám người này rồi còn gì. Má game này có nhiều thứ muốn truyền đạt cho anh em lắm luôn ấy. Chứ không phải đơn giản là cho anh em chỉ chơi game đâu. Con này mà bật là anh biết ngay để Bill à. Má chai Bill đi chung luôn này, nhiều quá. Chết mẹ, ai vậy, cái gì vậy, cái lồn vậy, từ từ xách súng ra đã, cái lồn mía, đừng bình tĩnh baby. Chưa xách súng ra đừng có cầm báo nha. Rồi lại mất đầu tiếp, cái lồn, à không. Chết mẹ rồi. Thấy chưa, mấy anh gia đội hổ báo quá, cầm cung đi hổ báo cho lắm vào. Cầm cung hổ báo lắm vào rồi, chết thấy chưa. Báo quá trời báo. Đã biết kiểu gì cũng chết vẫn lao vào. Sức mạnh tuyệt đối đó anh em à, người ta gọi là sức mạnh tuyệt đối đây. John nhìn à. Xe đi theo là vãi. Thiếu người nói phải cho xe đi theo luôn hả? Má phá dầu mỏ nhưng mà là phải phụ họ hơi đất à. Má ghê ở một cân tất cả luôn hả? Ok, let's go baby. Từ từ đỡ súng đã. Súng trường maybe sẽ không cần gài đạn. Cái gì trời. Easy. Hay quá. Má trận này hay quá anh em à. Easy. Mày nói đi. Bú này. Easy. Hay quá. Rồi clear. Lên chỗ nào anh em à. Súng trường cho. Má xuống này mạnh vậy. Súng này mạnh vãi. Má con chó này. Mày lội cái đầu mày ra. Má cay vậy. Má mất cái đống máu. Từ từ anh em à, anh em mình quân liêu qua bên này đã. Đi đâu với bà. Easy. Móc từ phía sau luôn. Chơi vậy mà gọi là chơi chứ. Hay quá. Tiếp. Hai gục lít mà hẹ là hả hết trơn rồi. Tiếp. Trời ơi, đồ mới nổi nữa. Má bên này. Trời ơi, một phát lũ luôn. Con chó này cãi lời cãi cha, giờ phải đi cứu nó chứ. Rồi giết luôn đi, lỡ rồi chơi luôn. Báo quá ông nội. Clear. Mất cái đầu liền. Clear. Easy. Ôi chai bia. Rồi anh em hội tụ rồi, chết luôn. Ủa anh em, đồng đội, quên lộn.
Trời ơi, đồ mà đang chạy còn chết. Xui thôi, chết ai bây giờ, chết mình xui. Gần rồi anh em ơi, gần xong game rồi. À, ủa, chắc chưa xong đâu nhờ. Mình còn vụ đất nữa. Mày hả mày, mày hả mày. Easy anh em à. Easy. Xong lên baby, xong lên. Hả mình giai đoạn máu chó vậy? Dữ vậy sao? Ôi mẹ ơi, quân đội tới rồi. Chết mẹ, nó có súng máy, nó có súng máy, nó có súng máy, từ từ. Easy. Họ súng máy 40 cái. Ủa có mấy cái súng máy vậy? Có một cái súng máy đúng không? Easy. Từ từ, mình hết súng rồi. Bình tĩnh anh em à. Hết mẹ đạn rồi. Nhưng điều đó không ngăn cản bố mày chơi mày lại. Không, à. Nhiều loại đạn mà. Quên, mình có nhiều loại đạn mà. Lê. Má Lê hết cả chạy dầu luôn hả? Chạy dầu này của thằng... Trời ơi. Tại sao lại xuất hiện ở đây nhờ? Xui. Chết ai bây giờ? Chết mình xui. Chắc là bị vô bên trong luôn quá. Hay quá. Má càng đã quá anh em à. Tiếp. Từ từ, đông quá, búa lô xu luôn, bắn thế nào được. Má thằng này chưa chết luôn hả? Lê. Má ném chay dọc bông giò lựu đạn gì kìa. Từ nha. Má đốt máu chó vậy. Đúng là leader khác máu chó quá. Thường mấy thằng máu chó thường thành công anh em à. Leader. Wait, cái lồng mí. Núp. Trôn ơi, cứu tao Trôn ơi. Easy. Ai à, tôi mới khóc là khẩu súng này mạnh nha. Súng này mạnh chứ bộ. Bắn lẹ gà đạn cũng nhanh nữa. Gà đạn chưa. Easy. Clear. Sao anh trai? So good of you to join us. Hello son. Hey. Saved your life. He did. Hey, you're quite the hero, Arthur, ain't you? Just a regular good guy. Same as always. What is it with you, Arthur? What is it? I don't get you. Don't get you no more. Tôi đếch hiểu một tí nào luôn. Mong là tập cuối anh em, khúc cuối anh em mình sẽ có kết đẹp. Má còn chỗ này nữa hả? Chưa xong luôn. Bắn phê vãi. Javier, you get them and you go. Until I find all my men, I'm not leaving. As you wish. Rest of you, get out of here. I'm staying with you. Đồ, bắn ghê à? Kiếm miếng giấy thông hành rồi chuồn thôi à? Chắc maybe là mình hiểu lầm đất anh em à. It's upstairs on the other side. I broke in here before to get those papers for Eagle Flies. That's better. À, chỗ này được mình vô này. Come on, son. What are we looking for? Money. Tiền, thằng áo này, tiền thứ chứ thứ gì nữa. Rồi trái phiếu liên bang nữa, nhiều vải liền luôn. À, đợt mình vào rồi nhưng mà mình chỉ lấy cái giấy tờ gì thôi chứ không có lấy giấy tiền với lại trái phiếu. Uổng vải. Yes. If we're right. We've had tough times. The toughest of times. Come on. Don't doubt me no more. Ok anh trai, không nghi ngờ gì hết đâu.
Mở ra. Search the place. They gotta be here somewhere. I know. I've been here before. Giờ phải lục tiền trái phiếu hả? Có mỗi tiền thôi. Hà tận 22 đô. Giàu dữ. Không có gì cả anh em à. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trái phiếu liên bang. Bao nhiêu tiền? Nó vài nghìn đô luôn hả? Bố. Arthur, we're nearly there. Mr. Morgan, let's go home. Let's get out of here, Arthur. Okay. Maybe là anh em mình đang hiểu lầm đó. Maybe. Không rõ nữa, mấy game này đủ nhiều thứ mà để suy nghĩ quá. Game hay vãi. Nghe gì? Nghe gì hả? Ủa con quên hả? Thấy con quên đâu? Ủa con quên mày giết con quên rồi mà. Không sao anh trai. Tao chơi cái này thôi. Phải chưa đóng cửa hả? Phải thấy gì hả? Tao ném chết tụi mày luôn. Thay vì tao phải bắn, tao đốt tụi mày luôn. Easy. Clear liền. Chết đi cu. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Ui dồi má. Ơ à? Vãi. Má con chó này bỏ mình luôn kìa. Ok, tao ghim cho đó. Mình sao chết được. Hay quá. Ủa thằng con quên. À, đại tướng, đại tá đại tướng Foster vậy. Còn mẹ mày. Má Eagle Fight teo rồi. Má mình tưởng nó sẽ giúp mình sau này nữa chứ. Má cầm sực gân thục vô bụng sao chết là sống nổi. Giờ tôi báo đáp anh thôi. We need to go. You ran away. Oh, I didn't know such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. We did it, gentlemen. Má, chó đất này giờ đéo ổn rồi. Chó đất này bỏ mình. And with the train job. But we got a whole lot of money. Come on. Everything is coming together. Exactly as I planned. I've got to take the boy to his father. As you wish. Usually is nowadays. Sure. Come on. We got to get back to camp. Má vãi, anh em mình bị chơi rồi. Chó đất phản rồi. And me, of course. And so will I. No, get out of here, please. Rồi, xin cứu thôi anh em, let's go. Be safe, Arthur. Alright, come on, let's get him to what PT is. Hãy đi theo mình ta. À, cái đấy đi chung mình à. Má, vậy là thằng đất hồi nãy thấy rõ ràng nó có thể cầm lấy súng đó. Nó lùn đất bắn quá trời bắn mà. Sao mà sợ pha đó được, nó bỏ mình luôn, vãi thiệt. Ok, nên mình sẽ ghim nhá. Bố mày ghim. Má đường dài ta. Ok, tới nơi, báo quá. Một phải lên ngựa tới chạy đâu mà, lên ngựa chi nữa. Thấy chưa, báo chưa. Ba má hiện nhà đợi con đi phá làng phá sớm. Đi đốt luôn cái dạy dầu người ta. Con trai của tộc trưởng.
Ok, anh em mình tới rồi, tới rồi. Easy, easy. Easy. À, nó báo. Báo quá, trời báo thấy chưa? Làm người không muốn, muốn làm xác chết chơi vậy. Chắc còn sống mà. Hô lột chắc chắc không sống được đâu. Sật gân nó thụt vô bụng, nát bụng rồi. Một viên sật gân là như là 9 hay 10 viên bi sắt gì trong đó ấy. Nó tuôn ra ấy. Ủa phải không? Không phải đâu, lột. Ừ đúng rồi, quá trời đạn trong đó mà. Thôi, con xin lỗi cha. Thôi, tạm biệt người anh em bé nhỏ. Rồi, xong. Hẹo luôn. Thank you, author. Kiểu mỗi một câu chuyện, mỗi game không có cái nhiệm vụ nào là rác luôn anh em à. Kiểu nhiệm vụ nào cũng động lên một chút gì ấy. Mấy game hay thật. Không biết họ sẽ làm gì. Mà sẽ phải rời đi thôi. Thật nhanh. I'll stay and help them. I'll stay too. No, my friend. You have others who need you. Good people. Dạ, chả lẽ cho quyết tâm rời băng ở đây hỗ trợ đội tộc này đi đúng không? We must pack and move. Buồn nhà. Ôi, còn gì khóc nữa đâu mà buồn. Lại ho. Nó hẹo rồi, sắp hẹo rồi, sắp hẹo rồi. Nửa cái lầm mẹ sắp hẹo rồi hả? Sắp hẹo rồi anh em à. Rồi, lại ngã ngửa. Mong là có người mang cho bệnh viện giùm luôn đi, chứ ở đây là không có bệnh viện luôn ấy. Gì mấy em gái đâu gai vậy? Nằm nghỉ chút đi. À, nhớ rồi, người Đức, hai vợ chồng đầu vàng người Đức ấy. Ở đây đi ngang qua, hồi trước mình có giúp kiếm lại ông chồng bị bắt cóc rồi, anh em mình đi cướp ấy. Anh em mình hỗ trợ lại ấy, bây giờ người ta hỗ trợ lại mình này. Má đỡ vãi. Được đã ha. Xưa giúp người ta được, giờ người ta được người ta giúp lại. Hoàn hảo, perfect. Má perfect luôn. Phần chia của bạn là 0 đồng. Ok, bây giờ anh em sẽ qua bên nhiệm vụ của thằng Đất đã.